Chúng ta tiếp tục với mục gọi là kiểm tra những nguồn lực trên hệ thống hiện tại và lệnh cụ thể là kiểm tra bộ nhớ RAM và ổ đĩa. Và hai lệnh là free và df. Cái việc kiểm tra này sẽ giúp chúng ta đảm bảo các dịch vụ sẽ ổn định và hệ thống thì có đủ tài nguyên để cấp cho dịch vụ chúng ta. Có một rất nhiều lệnh đơn giản chúng ta có thể sử dụng để kiểm soát rất nhiều các trường hợp với những phía ổ đĩa này, kiểm tra CPU, kiểm tra bộ nhớ RAM và kiểm tra mạng băng thông. Có một số cách để thực hiện này như là thực hiện kiểm tra một lấy một tại điểm cụ thể hoặc kiểm tra liên tục hoặc phân tích nội dung theo một khoảng thời gian dài. Đầu tiên ta bàn đến bộ nhớ RAM. Về việc RAM chúng ta thể kiểm soát qua lệnh free và kiểm soát luôn cả xem cái swap chúng ta, bộ nhớ swap chúng ta ấy, thì có bao nhiêu và biết cho chúng đời có dùng như nào, rồi buffer làm sao, rồi kết thế nào. Linux có xu hướng sử dụng tất cả bộ nhớ RAM và những cái phần RAM nào chưa sử dụng sẽ được đẩy sang phần kết hoặc buffer. Và chúng dùng cả swap nữa nếu có thể. Chúng ta hãy nhìn đây. Thật luôn nào. Free. Rồi ta có tổng cộng à, chữ H này, nó dễ hiểu. Rồi. Chúng ta memory là có 2,5 GB sử dụng 320, còn 2 GB đang rảnh. Phần share là 6 MB. Buffer kết thì 285 MB và vẫn còn 2,1 GB. Thừa. Thì phần swap chứ dùng gì cả. Đó, trên cái máy hiện tại chúng ta như vậy. Nhưng mà xem ví dụ đây hạn này này. Phải nói gì? Là hệ thống này là có 832 mê này, rồi nó có dùng một phần sóc một ít à. Một số memory cho buffer và hệ thống này không có dùng sóc nhiều lắm bởi vì hầu như nó không hoạt động gì cả như giới chúng ta vừa chạy ngoại xong. Khi mà RAM mà được dùng nhiều ấy thì sẽ phần swap được dùng tiếp luôn. Thì vì là cái nhân Linux sẽ có thêm một cái cơ chế bảo vệ gọi là Out of Memory Killer. Nó xác định dựa trên thời gian thực thi rồi số lượng tài nguyên sử dụng và nhiều những cái chi tiết khác mà cái tính các tiến trình trong hệ thống sẽ bắt buộc phải bị dừng lại. Để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động được. Điều này tất nhiên nó cũng có giá của nó vì là khi mà nhân biết được điều đó thì cái tiến trình có thể đã quá sự kiểm soát rồi. Nhưng mà như khi thì một số database Oracle chẳng hạn nó sẽ tốn rất nhiều RAM hoặc tốn nhiều tài nguyên hệ thống thì cái việc mà dùng cái killer này, dùng cái out memory killer này có thể chết chết database và web server khiến cho hệ thống chúng ta không ổn định. Cho những cái môi trường sản xuất thì đôi khi thay vì để cho cái OMM killer bắt đầu giết các tiến trình theo một cách không kiểm soát hoặc là áp dụng một cái điều chỉnh nào đó trên một số các cái tiến trình dùng nhiều tài nguyên thì ra dùng đó ra thể cái chúng ta có thể sẽ điều chỉnh cái thiết lập của cái giá trị đến một mức độ đó để đảm bảo hệ thống không sập. Nếu này chúng ta
Đấy thì một khi hệ thống sập thường sử dụng để một cái service cache sẽ thường sử dụng để thu nhập các thông tin xử lý lỗi mà có thể được sau đó sẽ được phân tích thông qua cơ chế nào đó. Để giúp quản trị tìm hiểu vì sao hệ thống bị sập. Và ở lúc đó thì họ cũng phải kiểm tra xem là phần mail redump như thế nào. Chúng ta quay lại chủ đề này vào chương 6, Kernel Tuning và Management Performance Profile, tức là tinh chỉnh nhân và quản lý các cái hệ thống năng với tuner. Chúng ta sẽ đầu tiên đã kiểm tra tiếp theo sẽ kiểm tra cái khuôn đĩa ạ. Ổ đĩa không ổ đĩa thì có thể điểm qua thông lệnh df. Lệnh df cung cấp dữ liệu để đầu vào của mỗi file system, một cái ổ đĩa riêng, không riêng về vậy df ạ. Df rồi, f có gì đây, 200 này. Mỗi cái file system tại có cụ thể bao nhiêu. Một chú ý quan trọng là khi mà file đang được ghi, như là đang tiến hành ghi lưu đầu ra của một cái kết quả ở đó, hoặc xóa file mà chỉ đơn giản là bỏ cái link của file khỏi hệ thống ấy, thì cái tiến trình nó vẫn nắm cái file đó và cái không gian thì chưa được tái phân bổ lại cho đến khi cái tiến trình xóa nó dừng. Trong một số trường hợp nghiêm trọng thì cái không gian đĩa phải được làm trống càng nhanh càng tốt, nên tốt nhất là nên để làm một cách đơn giản như là echo, chẳng hoài đến là ta đấy không cần xóa nữa mà đẩy nó vào thẳng cái file đó, thì hành động là echo dấu một cái space không gian gì cả vào thẳng cái name thì break luôn, và việc này sẽ lấy lại không gian ngay lập tức trong khi cái tiến trình vẫn đang chạy. Vì nếu mà làm cái này với lệnh remove chẳng hạn thì vẫn có thời gian để chạy dọn cái file này trong khi cần echo và trỏ vào cái file luôn, thì việc echo này sẽ giải phóng ngay khu vực đó, còn quá trình từ giải phóng thì ngay rất là khó phân được thì ổ cứng ngay ra việc ngay là khi để dữ liệu vào nó lan dần là vừa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần CPU. Cái CPU sẽ làm lệnh nào? Dùng là PS. Có lệnh PS dùng là một cái tiêu chuẩn đấy để kiểm tra liệu tiến trình nào đang chạy cũng như là nguồn lực đang sử dụng như làm sao. Có số lệnh khác chúng ta có thể sử dụng với nhiều cái tùy chọn đi kèm. Nhưng mà tốt nhất là hãy học đơn giản thôi. Đầu tiên là PSAX, cung cấp đủ thông tin về cho người dùng thông thường. Chúng ta biết mọi cái thông tin tiến trình hệ thống nào PSAX. PSAX. Tất cả thông tin luôn, gì cũng có. Lệnh top sẽ cho chúng ta một cái nhìn khái quát hơn, liên tục thay đổi để biết những là sẽ sắp xếp theo là đầu ra của tiến trình, như là CPU thì bao nhiêu, rồi lượng RAM sử dụng và nhiều thứ khác nữa. Ngoài ra top cũng có thể cung cấp 5 dòng tóm tắt về hệ thống, rồi trung bình, rồi những cái tiến trình và tương đương như vậy. Top phát này. Top đây, 5 dòng. 1 2 3 4 5. 5 dòng. Mình cơ bản. Chúng ta sẽ vào cái load address. Load address là cung cấp thông tin như là nhóm của 3 số của không, như ở trên 081 1,5
Thời trung bình tính toán của một năm là 15 phút. Hệ thống nói thế nào? Trong 1 phút, 5 phút, 15 phút nó ở cái gì? Đó, nó ở đây. Như vậy. Cái giá trị này được nhóm theo thời gian để cho chúng ta hiểu xem chút là hệ thống hoạt động như thế nào. Cái mức độ yêu cầu tăng hay giảm. Và cái đó tạo điều kiện cho chúng ta nhìn ra cái gì đang xảy ra trên hệ thống. Nếu hệ thống thường xuyên có cao tải thì có thể kiểm tra xem là có phải là quá nhiều yêu cầu hơn khả năng xử lý nó không, rồi hay là do là có quá ít cái tài nguyên sẵn sàng để xử lý hay bù lý. Chúng ta đã quan tâm trên cơ bản, sẽ tiếp tục để xem có một cái dấu gì đã quan trọng hơn trong vấn đề sử dụng hệ thống không. Chúng ta sẽ có một số các cái phần mềm quản lý khác để kiểm soát cái mạng chúng ta sẽ sử dụng lệnh hfconfig chẳng hạn. Cái lệnh này nó không có sẵn trên Red Hat, chúng ta cần phải cài đặt nó thông qua gói NetTool. Mục tiêu chúng ta mà cần phải có kiểm soát một cách chi tiết hơn, chúng ta phải đảm bảo rằng cái gói là sysstat được cài đặt thì không có là chưa. Sysstat nào. Rep sysstat. Không có luôn. Không có, em phải cái này. Yum install. Chúng ta có một số những cái tool, một cái số phần mềm tương tác được như là EOSTAT chẳng hạn. EOSTAT đầu ra đầu vào device gồm có device này, DM không này, SDA này. Cái EOSTAT này có thể sử dụng để kiểm tra hiệu suất sử dụng của đĩa, nhưng điều quan trọng là nó sẽ dùng để thiết lập cái job mà sẽ thu thập thông tin hệ thống theo thời gian, theo từng khoảng thời gian cụ thể, ví dụ mực định là 10 phút chẳng hạn. Việc này sẽ được lưu ở trong var log sa các phát có ls và rồi không gì luôn. À, một phút nữa, một phút nữa mày ra mới có, về chưa có đâu, mới cài xong. Historic có thể thử cái lịch sử dữ liệu được lưu trữ hàng ngày tại var log sa cái gì đó, sa gì đó, var log sa nó sẽ truy vấn nếu chúng ta cần so sánh những ngày khác. Thông qua sự lượng cái thông tin lưu trữ chúng ta có thể thay đổi nó thông tin timer cho cao lên, chúng ta có thể đảm bảo cái granularity. Granularity là cái gì, không biết gì luôn. Tốc độ liên kết cho một thông thời kỳ cụ thể rồi tính liên kết, tăng cường tính liên kết trong thời gian cụ thể để xem là thời điểm đó là cái tăng cường quyền lý monitor kiểm soát xem là nó khi có thể ra.
Mặc dù vậy thì sai có rất nhiều thông tin hơn có thể đây và lóc xa chứ có mình phút có đấy chưa có gì trời đi mình phút lần mà ở đây chúng ta sẽ có sự ls đấy chẳng hạn thì chúng ta có thể là SDA, SDA 1, SDA 3. Ref rồi nè, LS chữ L, DB. Ref 18 hết rồi. Đi vào đây lưu ý này việc xử lý dữ liệu thông qua SHA là một cách tốt để nhìn thấy vào những gì đang xảy ra ở chúng ta nhưng vì cái tool là sysTest này nó có quá lâu rồi nên chúng ta có thể những cái tool mới tốt hơn như là SAStats. Chúng thiết tool này giúp chúng ta tiến hành xử lý dữ liệu và lưu sau đó thể hiện trong cái dạng file PDF thì hay hơn. Trong cái trang tiếp theo ta sẽ nhìn thấy cái dịch vụ hệ thống hỏi là nó những cái driver khác nhau ấy, thì sẽ đánh dấu những chỗ nào mà hệ thống bị sập. Đây. SC SA start này mình không yêu cầu vào được những cái tool hiện đại giúp hỗ trợ cái việc kiểm soát tại hệ thống đã có thay đổi rất nhiều trong ngày xưa ví dụ là Performance Copilot PCP PCP Guide sẽ được cấp những cái tác vụ mạnh hơn. Chú ý rằng là PCP cần chúng ta cũng phải chạy. Cuối cùng nó cho phép chạy phụ thu thập dữ liệu hệ thống. Red Hat thì có thêm một cái là cockpit được cài đặt mặc định khi chúng ta có một tiến hành một cái cloud server. Cái gói này cung cấp một tập các dụng công cụ cho phép chạy một cái web service để chúng ta có thể là truy cập vào đó. Cái service này chúng ta có thể thông qua IP và có cái cổng 9999 và dùng cái tài khoản root tài khoản admin để chúng ta vào. Quan trọng nếu cockpit mà không được cài hoặc thì ra phải chạy đó. Cài là DNF install cockpit. Có chạy được nhỉ? DNF à hỏi DNF cockpit install cockpit cpc cockpit yes hơi chậm mà anh biết là Oracle cũng nhanh như đây thôi. Tiếp theo chúng ta ngoài tự ra xong chúng ta enable lên sau đó thì socket trường cockpit nhé sau đó chúng ta sẽ mở cái service ra system CTL
không chạy không? Đấy, em này bừa nào, em này bừa chẳng nào. Rồi. Nó không enable được. Số kia. À, nó tạo rồi. Mình chạy lại. Start rồi. Copy cái thằng này vào socket này, copy vào thư mục là system.d con chạy. Copy chạy rồi, tại thêm server vào. File mua cmd add bên là mình nhỉ. Add service, add service copy. Có rồi, truy cập vào thôi. IP này là chín bảy 99, copy rồi chạy vào S3 Asset Bridge để mật khẩu gì nhỉ. Xong chúng ta có cái nhìn thần tử chúng ta Innovate Margin up tháng 2 tháng System này Log này Kinematic Variety Nail King. Như đã thấy thì Cockpit có một số cái tab để sử dụng để xem tình trạng hệ thống và tiến hành một số thao tác khác như là thao tác liên quan đến SE Linux rồi cập nhật phần mềm rồi subscription chúng có được không? Hôm nào account số terminal này update software này có những buổi sáu fix này refresh mà nó sẽ hỗ trợ rất nhanh. Thử insert với cái circuit thôi. Không lẽ chạy luôn ra không làm gì cả. Mình ra update the code bus scanner module là nhanh chóng chúng ta hầu như không phải chạy bất kỳ cái cuộc khí gì để động chạy thôi. Việc này phù hợp cho việc chúng ta sẽ quản trị massage hàng loạt công máy. Chúng ta có biết cho phép chúng ta kiểm tra trạng thái có dịch vụ rồi các gói từ tay không và chúng ta có một số các dụng cụ tốt hơn để xử lý trong môi trường lớn như là ANSI hay là Stateline.
Và hai cái phần mềm này nó sẽ giúp chúng ta xử lý đồng bộ nhiều thứ, mà thay vì cái một là đồng bộ là ăn cả hệ thống luôn. Copy. Đồ phết nhỉ. Nào chiều. À, setting rồi, setting rồi. Setting chứ không phải nó hỏi lốt thì cả setting. Để xem cái ổ cứng này nào. Ồ, 63% lớn quá rồi. Ồ, CPU lên hết cỡ này. Xong rồi, lúc nữa là xong cái thằng này. Được rồi. Đấy, xong. Tạm dừng ở đây.